Bà vẫn quyết định chạy xe ạ? Hôm vừa rồi gặp lại người bạn đang buôn bán xe cũ, bố tính làm một cái chạy khách chứ cứ ở nhà mãi phát rồ lên con ạ. Nhưng mà tuổi của bác chạy xe có vất vả quá không ạ? Cái này phải thử mới biết được. Với lại bố thấy sức khỏe của bố ổn mà. Cháu thấy bác cũng là người có chuyên môn ý. Nếu như mình không đi làm trực tiếp được, hay là mình có thể làm cố vấn ạ? Mỗi thời mỗi khác. Thời của bố qua rồi con ạ. Có chuyện gì à? Sếp ạ. Dạ không ạ. Em có chút việc riêng thôi. Cố gắng nhé. Vâng. Nếu công việc chung có khúc mắc gì thì cứ gặp tôi. Mà việc riêng cần tâm sự, tôi cũng sẵn sàng. Dạ không ạ. Em không dám làm phiền sếp ạ. Em chào sếp ạ. Em chào sếp. Em chào sếp. Chị ổn không? Chị sợ sấm chớp hả? Sấm chớp như thế này là mưa to lắm ấy. Em về trước nha. Anh nghe đây vợ yêu. Sao? Chưa đi mà đã nhớ anh rồi à? Chồng em thì em phải nhớ chứ. Anh đang ở đâu thế? Anh đang lái xe qua đón thằng Lâm. Em tới nơi chưa? Có mệt hay xe gì không? Em khỏe lắm. Bây giờ rời non lấp bể vẫn còn thừa sức ấy chứ. Chiều nay ai sẽ đón Cam mà anh? Lát mẹ có đón Cam. Mà thôi, anh lái xe nhé. Yêu vợ.